Hỏi, nghi sinh phân biệt, nhập kiến đạo liền trừ, hối thường hay lo, lìa dục liền xả. Tại sao thủ tử đến nay mới trừ được hai thứ đó? Đáp, nghi do phiền não, đến quả dự lưu sẽ hết. Hối bạn với phiền não, lìa dục liền trừ, nay lại pháp chấp này. Dị thục sinh nghi, như A-la-hán nghi hoặc hắc diêm, muối đen, nghi về sự sinh ra ghét, gọi là hối, về lý chẳng sai. Thể của việc sinh nghi ra ghét này là thiện quý xuất phát từ thiện tâm mà thấy xấu hổ vì khinh rẻ cự tuyệt các việc bạo ác, hoặc chính là một phần của chán tuệ cùng với vô tham. Vì cũng tức là xét kỹ tâm và tâm sở, có điều là tướng tính của hối ắt thô động. Lìa dục xả, lìa dục có hối ắt sinh ra ghét, vì vậy mà gọi là hối, đó là căn cứ vào quả mà đặt tên. Lẽ nào lìa dục rồi mà lại chẳng chán ghét? Kinh văn ngày nay mới biết tới được phần Phật Pháp. Tám rằng biết là Phật tử và đạo thành, du già quyển 84 có 6 câu, đó là đại sư tử, bụng Phật sinh ra, miệng Phật sinh ra, Phật Pháp sinh ra, Phật Pháp hóa ra, được Pháp đẳng phần. Kinh Thắng Man nói rằng được của cải dư thừa của Phật thì ở trong đây có 4 câu. Du già nói câu đầu là tổng cú, 5 câu sau là biệt cú. Do bụng sinh ra có nghĩa là đã lựa lọc lại ra hạng con dị sinh kém cỏi được trí tuệ thánh là do bụng Phật đích thân sinh ra, chẳng giống hạng dị sinh chỉ là con nuôi của Phật. Vì hết thảy chúng sinh đều là con Phật, Phật chẳng đích thân sinh ra, vì chẳng phải là từ bụng sinh ra, do Phật Pháp sinh ra, đó mới thực sự là sinh ra, chân sinh. Thêm nữa, hạng nhị thừa cũng giống như con nàng hầu, chứ chẳng phải là con do vợ cả sinh ra, cho nên kinh dưới mới nói là giống như con ta. Bồ Tát Sơ Địa sinh ở nhà Như Lai vì chứng Pháp giới nên đó là con do vợ sinh ra. Trước đó chẳng phải là con do vợ sinh ra nên gọi là chẳng phải bụng sinh. Này phát đại tâm sẽ làm Bồ Tát sinh trong Pháp giới thì gọi chung là bụng sinh. Miệng Phật sinh ra có nghĩa là từ âm thuyết pháp mà sinh ra, thể là văn tuệ vì duyên vào giáo mà sinh ra. Phật Pháp sinh ra có nghĩa là do như lý tác ý, tùy pháp hành pháp mà sinh, thể gồm hai tuệ tư tu vì duyên vào lý giáo tùy ứng mà sinh. Phật Pháp hóa ra có nghĩa là từ đường pháp thân mà thành lập được pháp tương tự. Đường pháp thân chỉ hai nhân phúc tuệ của các Bồ Tát. Ta cũng như vậy, vì từ trong hai nhân đó mà thành lập. Pháp thân có hai loại, vì tiểu thừa đại thừa hai nghĩa khác nhau. Đắc pháp đẳng phần có nghĩa là được thụ dụng pháp bảo, pháp tài vô lậu, vì là pháp tương tự. Pháp chỉ pháp bảo hoặc bảy thánh tài, tín giới, văn xả, tuệ, tàm, quý. Đẳng có nghĩa là tương tự, phần là dư phần, phần loại. Chư Phật Bồ Tát có khả năng dùng pháp tài, ta nay cũng thế, cũng tương tự như họ, vì cũng được thụ dụng dư phần pháp bảo vô lậu, tùy sự thích ứng của chúng sinh. Nếu họ ở địa vị nhị thừa mà lại hướng về dị sinh thì đã giáo hóa cho họ một lượt nữa. Nếu họ thật sự là con Phật, nay làm Bồ Tát mà lại hướng về nhị thừa thì lại giáo hóa cho họ một lượt nữa, ngang với chân Phật tử. Có thể giải thích đúng như lý luận đó còn giải thích rằng các câu như vậy chỉ rõ tăng thượng sinh viên mãn và phụ tương tự pháp. Pháp tương tự với cha chỉ Phật Pháp mà người tu Phật chứng được như Phật là cha của các Phật tử sinh viên mãn. Trong 5 câu sau, 3 câu đầu chỉ rõ tăng thượng sinh viên mãn, 2 câu sau chỉ rõ phụ tương tự pháp sinh viên mãn. Tăng thượng sinh có nghĩa là tự thể thắng sinh. Phụ tương tự pháp sinh có nghĩa là nối dõi di thể của cha, dùng gia tài của cha, tất cả đều tương tự. Trong tăng thượng sinh, cầu đầu lại trừ những lỗi lầm của khí thế gian, vì pháp từ bụng chính trí của Phật sinh ra, loại trừ các thứ từ bào thai ác khí thế gian sinh ra. Cầu thứ hai loại trừ những thứ do tinh huyết bất tịnh sinh ra, vì pháp do miệng Phật sinh ra chẳng phải lấy tinh huyết làm tự thể. Cầu thứ ba loại trừ dục tham, đó chẳng phải là do chính pháp sinh ra, vì phàm phu do tham dục tư thuận tư nhuận mà có, chứ chẳng phải do chính pháp sinh ra. Cầu thứ tư chỉ rõ pháp tự thể tương tự từ đường pháp thân mà được thành lập, nối dõi pháp thân tự thể thủ thắng được sự tôn quý, ví như nối dõi chủng tính ba la môn. Cầu thứ năm nói về sự thụ dụng pháp tương tự thụ dụng pháp tài vô lậu của Phật, ví như người thế gian được thụ dụng của cải của bố mẹ vậy.
Trong kinh văn này có bốn, thiếu câu thứ hai, vì hóa và sinh gộp lại là một câu. Xưa trụ trong quyền thừa chẳng phải chân Phật tử, nay cầu quả vị thực mới là từ bụng sinh. Đó là đại ý của kinh văn này. Nhiếp luận nói rằng chẳng phải như nhị thừa là con nàng hầu vô trí, lại có nghĩa rằng bốn đoạn nói trên lần lượt ghép với bốn nghĩa khai thị ngộ nhập trước địa vị lĩnh giải. Cứ theo thứ tự mà nghiên cứu kỹ về pháp thể thì về lý chưa hẳn đã thế. Kinh văn: bấy giờ xá lợi phất tới lưới nghi đều đã trừ, tán rằng 25 tụng rưỡi chia làm hai phần, hai tụng rưỡi đầu là phần nêu, 23 tụng sau là phần giải thích. Phần đầu có hai, một tụng đầu trong phần nêu, ý nói được pháp vị tàng hữu, trong tâm vui mừng vì hết nghi ngờ. Một tụng rưỡi sau giải thích về việc đắc pháp vị tàng hữu, thể hiện rõ ưu hối đã hết. Đây là một tụng của phần đầu. Xưa nghi ngờ bản thân không có phần được làm Phật, nay nghe nói sẽ được làm Phật, bởi vậy hết nghi. Nghi làm tổn hại chúng sinh, khiến họ khó thể xuất ly, nên ví với lưới. Kinh văn: xưa nay nhờ Phật dạy, tới nghe cũng trừ ưu hối. Tán rằng giải thích về điều pháp vị tàng hữu nên tỏ rõ ưu hối đã hết. Ý nói xưa nay tôi nhờ điều Phật dạy, xưa kia vì trụ ở tiểu chẳng được đại nữa, bởi vậy ưu hối. Nghe thuyết kinh này hôm nay mới biết là chẳng mất đại, vì những pháp tu trước kia chính là nhân của đại thừa, do đó mà hết hối. Phật âm hiếm có, diệu dụng có thể trừ được ưu não trong phiền não chướng của chúng sinh. Ta tùy lậu tận, này nghe Phật âm cũng có thể phục trừ được ưu não pháp chấp. Ưu ở đây chỉ ưu phiền chẳng được làm Phật. Một, ưu tức là cái ưu của pháp chấp vì ly dục mà chẳng xả. Như Tất Lan Đà Phiệt Sa có thói quen xấu là nói lời thô ác, bởi vì pháp chấp chẳng xả. Giống với nghi hối tùy ứng ở trên cũng thế. Hai, thực sự là ưu tức là ác tác đều chán lìa, coi rẻ xả thụ. Xét danh từ ưu thì hoặc là thiện ưu, sự lo âu hướng thiện về pháp chấp thuộc loại vô ký, lìa dục mà chẳng xả. Hoặc là ưu tương ứng với não, não tức là ưu hối, chẳng phải là phiền não. Kinh văn: ta ở trong hang núi, tới cớ sao tự khi mình. Tán rằng dưới là 23 tụng về phần giải thích ở trên, chia làm 4. Hai tụng rưỡi đầu nói về ý, vì ở tiểu giai thèm bậc nhỏ, chỉ tiểu thừa nên than thở. 5 tụng rưỡi than thở vì để mất đại pháp, chỉ pháp đại thừa. 14 tụng tụng về nỗi vui mừng vì nay được nghe đại pháp, nhờ vậy mà não tận. Một tụng cuối nói về ý biết là Phật tử sẽ thành đạo. Trước sau khác với trường hàng ở trên, cho nên trong phần đầu có hai. Một tụng rưỡi đầu than vì ở tiểu vị, một tụng sau tụng về sự than thở. Đây là phần đầu. Ô hô là thán từ chỉ sự than thở, cớ sao lại tự khi? Khi có nghĩa là khinh, khinh khi bản thân mình tiểu trí, trụ chứng ở tiểu thừa, chẳng cầu đại vị, cho rằng mình không có phần, như thế gọi là tự khinh khi. Kinh văn: chúng ta cũng Phật tử tới diễn thuyết đạo vô thượng. Tán rằng một tụng này tụng về sự than thở, vô lậu pháp là pháp tính chân như, nhập có nghĩa là chứng. Về lý tùy cùng chứng cũng được gọi là Phật tử, nhưng không có trí để có thể sau này sẽ thành Phật, vì đại chúng mà diễn thuyết chính đạo nhất thừa. Kinh văn Kim Sắc 32 tới mà chẳng được sự này. Tán rằng dưới là 5 tụng rưỡi than thở vì bỏ mất đại pháp, trong đó chia làm 2 phần. 3 tụng rưỡi đầu nói về đại pháp bị bỏ mất, 2 tụng rưỡi sau nói rõ cái ý bản thân phải than thở, trong phần đầu lại có 2 phần. 2 tụng đầu nói về nội ngoại trang nghiêm đức, 1 tụng rưỡi sau nói về danh lợi cao quảng đức, trong phần đầu này lại chia làm 2. 1 tụng đầu nói về đức cụ tướng hàng ma, 1 tụng sau nói về đức mãn hàng bất cộng. Đây là một tụng của phần đầu. Màu vàng ròng 32, vì thân Phật màu vàng ròng có 32 tướng đẹp. Theo Kinh Đại Bát Nhã, quyển 381, Phật bảo Thiện Hiện rằng, này Thiện Hiện, 32 tướng của Như Lai là như thế nào? Này Thiện Hiện, một là dưới chân Thế Tôn có tướng bằng phẳng đầy đặn, diệu thiện an trụ, giống như đáy hộp đựng đồ trang sức của nữ, mặt đất dù cao thấp lồi lõm thế nào, chỗ nào chân ngài đặt lên cũng thể đều cảm thấy bằng phẳng như nhau. Hai là dưới chân Thế Tôn có vân hình vành bánh xe, có ngàn nan hoa, các hình vành trục thể đều viên mãn. Ba là tay chân Thế Tôn thể đều mềm mại như bông đổ la, hơn hẳn mọi thứ mềm mại.
Bốn là giữa các ngón tay ngón chân của Thế Tôn thầy đều có màng nối giống như chân chim nhạn chúa, có màu vàng ròng hoa văn giao nhau giống như tranh lụa. Năm là tất cả các ngón chân ngón tay Thế Tôn đều tròn đầy thon dài rất đáng ưa thích. Sáu là gót chân Thế Tôn rộng dài tròn đầy tương xứng với mu bàn chân hơn hẳn các loài hữu tình khác. Bảy là mu bàn chân Thế Tôn dài cao đầy đặn mềm mại đẹp đẽ tương xứng với gót chân. Tám là hai bắp chân Thế Tôn dần dần thon lại giống như bắp chân chúa loài hiêu tiên ế nê gia. Chín là hai cánh tay Thế Tôn dài thẳng tròn lẳn giống như vòi voi chúa, duỗi thẳng thì dài chạm đầu gối. Mười là âm tướng Thế Tôn thế cứng giấu kín giống như ngựa rồng cũng như voi chúa. 11 là mỗi lỗ chân lông của Thế Tôn mọc một lông mềm mại xanh mướt loang xoăn theo chiều tay phải. 12 là tóc Thế Tôn đều đầu chỉa lên trên xoay tít theo chiều tay phải, uyển chuyển mềm mại xanh mướt, trang sức cho thân màu vàng ròng rất đáng ưa thích. 13 là Thế Tôn da rẻ mịn màng, mượt mà, bụi nước, vân vân thể đều chẳng bám. 14 là da thân Thế Tôn đều màu vàng ròng bóng sạch, ánh lên như đài vàng đẹp, được trang sức bằng các thứ báu được đại chúng ưa nhìn. 15 là Thế Tôn lòng hai bàn chân, lòng hai bàn tay cùng cổ và hai vai, cả bảy chỗ ấy đều đầy đặn. 16 là vai cổ Thế Tôn tròn đầy đẹp đẽ. 17 là nách của Thế Tôn đều đầy đặn trang địch. 18 là Thế Tôn dung nghi to lớn đẫy đà ngay ngắn. 19 là Thế Tôn thân tướng cao to đoan nghiêm. 20 là Thế Tôn thể tướng ngang dọc bằng nhau, chu vi tròn đầy như cây nặc củ đà. 21 là Thế Tôn hàm ức cùng nửa thân trên uy dung quảng đại như sư tử chúa. 22 là Thế Tôn mặt thường tỏa ánh hào quang, vòng hào quang ấy rộng tới một tầm. 23 là Thế Tôn tướng răng tới 40 chiếc đều đặn bằng bạc sạch khít, chân sâu trắng hơn tuyết ngọc. 24 là chiếc răng nanh của Thế Tôn trắng muốt sắc nhọn. 25 là Thế Tôn thường được vị ngon nhất vì hậu mạch thẳng có thể dẫn được tất cả các vị ngon nhất của mạch. Các chi tiết trong thân, gió, nóng, bệnh vặt chẳng thể tạp nhiễu. Vì chẳng tạp nhiễu nên mạch tránh được các chứng phù trầm, nhanh chậm, hoại tổn, úng tắc. Có thể nuốt ngay nước bọt, các dịch lưu thông, khiến cho thân tâm vui vẻ, thoải mái, thường được thượng vị. 26 là Thế Tôn tướng lưỡi mỏng sạch, rộng dài, có thể che kín cả mặt tới tận rìa tóc cạnh tai. 27 là Thế Tôn tử vận hòa nhã, tùy chúng nhiều ít đều nghe như nhau. Âm thanh của Ngài to vang giống như trống trời, phát ngôn uyển chuyển như tiếng chim tần ca. 28 là Thế Tôn lông mi giống hệt như vương, xanh mướt ngay ngắn chẳng lẫn vào nhau. 29 là con mắt Thế Tôn lòng đen đen láy, lòng trắng trắng tinh, vòng đỏ ngăn cách sáng sạch phân minh. 30 là Thế Tôn khuôn mặt tròn như trăng tròn, tướng lông mày sáng sạch như chiếc cung của thiên đế. 31 là Thế Tôn ở giữa lông mày có tướng bạch hào xoắn theo chiều tay phải, mềm mại như bông đổ la, trắng toát sáng sạch tự như tuyết, như ngọc kha, vân vân. 32 là biếu ô sát nhị sa trên đỉnh đầu Thế Tôn cao rõ tròn xoe giống như lọng trời. Này thiện hiện, đó là 32 tướng của bậc đại sĩ. Cứ theo kinh văn này thì có bài tụng thuyết chung rằng bằng nan mềm mảng thon, gót bàn bắp cánh kín, lông chĩa lên mượt mà, da vàng, bảy vai đầy, dáng tay dài to bằng, ánh sư tử đủ răng, năng vị lưỡi âm mi, mắt mặt hảo tướng lọng. Nếu theo du già thì khác với ở đây. Trong du già còn thuyết về nhân nghiệp, sợ dưỡng nên thôi. Cứ như bộ ấy thì phải nói là bằng nan thon gót nhỏ, mảng ngón tay chẳng khỏeo, thế thân sáng chĩa lên, sinh vàng láng bảy chỗ, sư tử vai đầy thẳng, đủ răng không kẽ tươi, hàm rộng vị thanh xanh, nghi vương đỉnh hảo tướng. Bài tổng tụng này lấy ý xứ bổn căn nhãn nhĩ thân nam và thiệt căn làm thể thập lực giải thoát đã giải như trên. Tu tử tự than, cùng chung trong một pháp mà chẳng được sự này. Kinh văn 80 thứ diệu hào tới mà ta đều đã mất, tán rằng đó là hảo mãn bất cộng đức. 80 thứ diệu hào, kinh Bát Nhã nói, thiện hiện hỏi rằng 80 tùy hào của Như Lai ứng chính đẳng giác là gì? Này thiện hiện, một là móng tay Thế Tôn hẹp dài mỏng mượt sáng bóng tươi tán như hoa đồng đỏ. Hai là chân tay Thế Tôn ngón tròn thon dài đều thẳng mềm mại khớp xương chẳng lộ. Ba là Thế Tôn chân tay thể đều bằng bạn ở giữa các ngón thể đều đầy khít. Bốn là Thế Tôn chân tay tròn đầy như ý.
mềm mại bóng mượt, sắc như hoa sen. Năm là Thế Tôn gân mạch quấn quýt rắn chắc, sâu kín chẳng lộ. Sáu là Thế Tôn hai mắt cá chân đều kín chẳng lộ. Bảy là Thế Tôn bước đi thẳng tiến đĩnh đạc như long tượng vương, rồng voi chúa. Tám là Thế Tôn bước đi uy dung oai vệ như sư tử vương. Chín là Thế Tôn bước đi khoan thai đĩnh đạc chẳng quá chẳng giảm giống như ngưu vương. Mười là Thế Tôn bước đi tiến dừng nhã nhặn giống như nga vương ngỗng chúa. 11 là Thế Tôn khi ngoảnh lại ắt đều quay theo chiều tay phải như long tượng vương cả người chuyển theo. 12 là Thế Tôn chi tiết tròn trịa đều đặn thon thả dần dần bố trí đẹp khéo. 13 là các khớp xương của Thế Tôn giao kết không hở giống như rồng cuộn. 14 là Thế Tôn đầu gối bố trí đẹp khéo bền chắc tròn đầy. 15 là chỗ kín của Thế Tôn có vân đẹp đẽ uy thế đầy đủ viên mãn thanh tịnh. 16 là Thế Tôn thân chi mượt mà mềm mại bóng bẩy tươi sạch bụi ghét chẳng bám. 17 là Thế Tôn thân dung đôn hậu trang nghiêm không sợ thường chẳng khiếp nhược. 18 là Thế Tôn thân chi kiên cố chủ mật khéo gắn với nhau. 19 là Thế Tôn thân chi yên định đôn trọng không hề lắc lư tròn đầy không hoại. 20 là Thế Tôn thân tướng giống như vua tiên vòng quanh đoan nghiêm sáng sạch lìa bóng mờ. 21 là Thế Tôn thân có hào quang bao quanh khi đi vân vân luôn tự tỏa sáng. 22 là Thế Tôn bụng hình vuông vức ngay ngắn, không có khiếm khuyết, nhu nhuyễn chẳng lộ, mọi tướng trang nghiêm. 23 là Thế Tôn rốn sâu xoáy theo chiều tay phải, tròn đẹp thanh tịnh sáng bóng. 24 là Thế Tôn rốn dày chẳng lõm chẳng lồi xung quanh đẹp đẽ. 25 là Thế Tôn da rẻ xa lìa ghẻ lở, cũng không có các tật như đốm đồi mồi u biếu vân vân. 26 là Thế Tôn bàn tay đầy đặn mềm mại, bàn chân bằng phẳng vững chãi. 27 là vân tay Thế Tôn sâu dài, sáng thẳng bóng mượt chẳng đứt. 28 là Thế Tôn môi đỏ như son, sáng bóng ánh lên, lên như quả tuần bà, môi trên môi dưới cân xứng với nhau. 29 là Thế Tôn diện môn, mặt chẳng dài chẳng ngắn, chẳng to chẳng nhỏ, đoan nghiêm đúng cỡ. 30 là Thế Tôn thiệt tướng, tướng lưỡi mềm mỏng rộng dài, máu như đồng đỏ. 31 là Thế Tôn phát ra âm thanh oai vang sâu xa như voi chúa gầm rõ ràng trong trèo. 32 là Thế Tôn âm vận mỹ diệu đầy đủ như tiếng vang trong hang sâu. 33 là Thế Tôn mũi cao dài mà lại thẳng, lỗ mũi chẳng hở. 34 là Thế Tôn các răng bằng bạc trắng muốt. 35 là các răng nanh của Thế Tôn đều tròn trắng sáng sạch nhọn sắc dần dần. 36 là mắt Thế Tôn thanh tịnh đen trắng rõ ràng. 37 là mắt Thế Tôn dài rộng, ví như hoa sen xanh, rất đáng ưa thích. 38 là Thế Tôn lông mi trên dưới tề chỉnh dài dạn chẳng trắng. 39 là Thế Tôn có đôi lông mày dài mà chẳng trắng, dài mà mịn màng. 40 là Thế Tôn có đôi lông mày đẹp đẽ suôn sẻ, xanh mướt như mỏ lưu ly. 41 là đôi lông mày Thế Tôn cao nổi sáng mượt, hình giống như vành trăng đầu tháng. 42 là Thế Tôn tai dày rộng to dài, vành tai dái tai đều thành tựu. 43 là hai tai Thế Tôn đẹp đẽ bằng bạn, không có một khuyết tật gì. 44 là dung nghi Thế Tôn có thể khiến người nhìn thấy không tổn không nhiễm, đều sinh ra yêu kính. 45 là trán Thế Tôn rộng viên mãn bằng bạn, hình tướng rất đẹp. 46 là thân phận Thế Tôn nửa trên viên mãn như sư tử vương, oai nghiêm vô địch. 47 là Thế Tôn tóc dài xanh mướt dày dặn chẳng bạc. 48 là Thế Tôn tóc thơm sạch, mềm mịn, mượt mà, xoắn tít. 49 là tóc Thế Tôn tề chỉnh, chẳng rối cũng chẳng giao tạp. 50 là tóc Thế Tôn bền chắc, chẳng đứt, chẳng bao giờ rụng. 51 là tóc Thế Tôn bóng mượt rất đẹp, bụi bặm chẳng bám. 52 là Thế Tôn thân phận rắn chắc, đầy đặn hơn cả Na La Diên. 53 là Thế Tôn thân thể cao to, đan trực. 54 là Thế Tôn các lỗ, lỗ tai, lỗ mũi, vân vân đều thanh tịnh, tròn đẹp. 55 là Thế Tôn thân chi thế lực thủ thắng không ai bằng được. 56 là Thế Tôn thân tướng ai cũng thích nhìn, ngắm mãi không chán. 57 là Thế Tôn có khuôn mặt ngang dọc vừa khéo sáng sủa thanh khiết giống như trăng rằm. 58 là Thế Tôn dung nhan tướng mạo thư thái sáng nổi tươi cười, ngay trước khi nói năng chỉ hướng về phía trước chẳng ngoái lại sau. 59 là Thế Tôn diện mạo sáng sủa tươi vui, không bao giờ xanh đỏ cau có. 60 là Thế Tôn thân chi thanh tịnh, không có cáu ghét, luôn luôn không hề có mùi hôi hám. 61 là trong tất cả các lỗ chân lông của Thế Tôn,
tỏa ra mùi thơm vi diệu như ý. 62 là Diện Môn Thế Tôn thường xuyên tỏa ra mùi thơm thủ thắng. 63 là tướng đầu Thế Tôn tròn trịa, đẹp đẽ, giống quả Mạt Đạt Na, cũng giống như lọng trời. 64 là lông trên thân Thế Tôn xanh mướt sáng sạch như cổ chim công, đỏ ánh, điểm tô màu như đồng đỏ. 65 là Thế Tôn pháp âm tùy chúng lớn nhỏ, chẳng tăng chẳng giảm, theo lý không sai. 66 là Thế Tôn đỉnh tướng không ai có thể nhìn thấy được. 67 là chân tay Thế Tôn đốt ngón rõ ràng, trang nghiêm diệu hảo như màu đồng đỏ. 68 là Thế Tôn khi đi chân cách mặt đất chừng 4 ngón tay đã hiện dấu chân. 69 là Thế Tôn tự mình giữ gìn, chẳng cần người khác bảo vệ, thân không siêu vẹo cũng chẳng óng ẹo. 70 là Thế Tôn uy đức vang xa, mọi kẻ ác tâm nhìn thấy cũng đều mừng, mọi kẻ sợ hãi nhìn thấy cũng đều yên. 71 là Thế Tôn âm thanh chẳng cao chẳng thấp, theo ý chúng sinh vui vẻ hòa nhã mà nói với họ. 72 là Thế Tôn có thể lựa theo ngôn ngữ âm thanh, tâm ý ưa muốn của các loài hữu tình mà thuyết pháp cho họ. 73 là Thế Tôn chỉ dùng một âm diễn thuyết chính pháp mà các loài hữu tình thảy đều hiểu được cả. 74 là Thế Tôn thuyết pháp đều theo thứ tự, ắt có nhân duyên, nói gì cũng hay. 75 là Thế Tôn coi các loài hữu tình bình đẳng như nhau, khen thiện chê ác mà không yêu ghét. 76 là Thế Tôn làm việc thì xem trước làm sau, mẫu mực đầy đủ, khiến thức hoàn thiện thanh tịnh. 77 là tướng hào của Thế Tôn, hết thảy hữu tình không ai có thể xem hết được. 78 là xương đỉnh đầu Thế Tôn rắn chắc tròn đầy. 79 là Thế Tôn dung nhan luôn luôn trẻ trung chẳng già, ưa chơi trốn cũ. 80 là chân tay và trước ngực ức Thế Tôn đều có đức tướng xoáy vân các tường, này thiện hiện vì Như Lai ứng chính đẳng giác thành tựu các tướng hảo như vậy, nên thân quang của Ngài tha hồ vận dụng, có thể chiếu rọi tam thiên đại thiên thế giới không đâu không khắp. Nếu như khi Ngài cố ý thì có thể chiếu khắp vô lượng vô biên vô số thế giới, song vì Ngài thương xót các hữu tình nên thu ánh quang minh lạ diện thường chiếu hữu chỉ mỗi chiều một tầm. Nếu Ngài tung thân quang ra thì tất cả mọi thứ ánh sáng của mặt trăng mặt trời vân vân đều thường chẳng hiện, các loài hữu tình sẽ chẳng còn có thể biết được số ngày đêm nửa tháng tháng mùa năm, sự nghiệp tiến hành sẽ chẳng thể thành được. Tiếng Phật tha hồ vận dụng có thể vang khắp tam thiên đại thiên thế giới, nếu là khi cố ý thì có thể vang khắp vô lượng vô biên vô số thế giới, xong để đem lại lợi lạc cho các hữu tình, nên tiếng ngài tùy lượng chúng sinh mà chẳng giảm chẳng tăng, này thiện hiện công đức thắng lợi như vậy. Trước kia khi ta còn ở ngôi Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, ta đã có thể hoàn thành xong xuôi cả rồi, nên ngày nay tướng hảo viên mãn trang nghiêm, hết thảy hữu tình nếu thấy mà tán thán hoan hỉ thì đều được lợi ích an lạc thủ thắng. Như vậy thì này thiện hiện Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành thật sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa sẽ có thể dùng hai loại bố thí, đó là tài thí và pháp thí để nhiếp phục các hữu tình. Đây là pháp rất kỳ lạ, hy hữu. 32 tướng do thực hành năm tu mà có: 1 phát tâm, 2 lâu dài, 3 không gián đoạn, 4 ân trọng, thiết tha trang trọng, 5 không có thứ gì khác cảm được. Như Du Già Luận quyển 37 nói: 18 bất cộng pháp, phân biệt bằng 5 môn: 1 danh, 2 thể, 3 hành tướng, 4 sai biệt, 5 các môn. 1 về danh thì: 1 thân không lầm lỗi, 2 không có ngôn âm kinh xuất thô bạo, 3 không có chủng chủng tưởng, 4 không có tâm bất định, 5 không có niệm vong thất, 6 không bất trạch xả, 7 dục không giảm, 8 niệm không giảm, 9 tinh tiến không giảm, 10 định không giảm, 11 tuệ không giảm, 12 giải thoát không giảm, 13 thân nghiệp tùy trí tuệ hành, 14 ngữ nghiệp tùy trí tuệ hành, 15 ý nghiệp tùy trí tuệ hành, 16 biết đời quá khứ không chấp trước không trở ngại, 17 biết đời vị lai không chấp trước không trở ngại, 18 biết đời hiện tại không chấp trước không trở ngại. 2 về thể thì lấy 8 pháp gộp lại làm thể, đó là tư tưởng dục thắng giả niệm định tuệ cần. Nói rộng ra thì như sự giải thích trong quyển thứ 2 của Vô Cấu Xương Sớ: thứ mà nhị thừa không có đó gọi là bất cộng pháp, 3 hành tướng, 4 sai biệt, 5 các môn. 3 môn còn lại trên đây được qua không nói đến, các công đức như thế hết mà ta đều đã mất. Luận nói rằng hai câu kệ trên là thị hiện nghĩa gì? Xá lợi Phất tự của trách mình, ta chẳng thấy chư Phật, chẳng đến chỗ Phật nghe pháp,
chẳng cúng dường cung kính chư Phật, không làm được sự gì lợi ích cho chúng sinh, chưa được pháp đã lùi. Vậy nên giá lợi phất tự của trách bản thân, trên tự giải thích cái ý tự của trách, dưới là luận tự nhắc lại về ý tự trách và bàn về tụng văn trong kinh. Hai thứ đó tham bán với nhau mà giải thích, gồm có 8 câu, trong đó 5 câu giải lời tự trách, còn 3 câu khác giải nghĩa kinh tụng. Chẳng thấy có nghĩa là vì chẳng thấy tướng đại nhân của chư Phật Như Lai, sinh tâm cung kính cúng dường, nên tự trách mình không tu đại nhân, tức nhân đại thừa. Nên chẳng thấy được tướng của chư Phật cung kính cúng dường, chẳng tới thị hiện lực giáo hóa chúng sinh, tỏ rõ Phật có khả năng giáo hóa chúng sinh mà ta chẳng tới chỗ Phật. Hai câu trên giải thích lời tự trách. Ánh quang minh màu vàng ròng có nghĩa là thấy Phật tự thân, dị thân đều được vô lượng công đức. Ở đây giải thích từ kim sắc màu vàng ròng trong kinh. Do thấy Phật mà tự thân ta được vô lượng công đức quả ở dị thân, nghe pháp thì có thể làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Đây giải thích lời tự trách chẳng nghe, bởi vì nếu nghe thì có thể làm được việc lợi sinh lực chỉ chúng sinh. Nếu có điều nghi hoặc thì dựa vào 10 lực mà đoạn nghi. Đây giải thích 10 lực nói ở trong kinh. Cúng dường thì hiện có khả năng giáo hóa chúng sinh. Đây giải thích lời tự trách chẳng cúng dường Phật. Phật có khả năng giáo hóa được chúng sinh, ta lẽ ra phải cúng dường, xưa kia cớ sao chẳng cúng dường. 18 pháp bất cộng, lìa xa các chướng ngại. Đây giải thích nghĩa của 18 pháp bất cộng trong tụng. Cung kính thì sinh vô lượng phúc đức, vì y theo lời dạy của Như Lai thì được giải thoát, vì chứng được nhân pháp vô ngã, các pháp bình đẳng. Đây giải thích lời tự trách chẳng cung kính. Nếu cung kính thì sẽ sinh vô lượng phúc, chứng được bình đẳng. Vì vậy nên tự trách rằng ta từ trước tới nay chưa được pháp này, ở ngay nơi pháp này mà sinh thoái tâm, đó gọi là mất đại pháp nên phải than thở. Không giải thích như vậy thì luận cực kỳ khó hiểu. Kinh văn, lúc ta kinh hành riêng tới chính ta tự khinh mình, tán rằng đó là danh lợi cao quảng đức vậy. Tự khinh khi coi rẻ mình nên thường tự mình suy nghĩ là đã đẻ mất đức này của Phật, vì vậy chẳng dám cầu đại thừa. Tự lừa dối mình nên được tiểu thừa đã cho là đủ. Kinh văn, ta thường mỗi ngày đêm tới suy tính sự như thế, tán rằng đó là thuyết minh về cái ý tự mình than thở. Tụng đầu muốn hỏi Phật liệu có nên để mất đại thừa hay không, tụng sau giải thích mối nghi. Đó là vì thường thấy Phật chỉ nghe, chỉ khen Bồ Tát mà chẳng khen ta, bởi vậy sinh nghi mà suy tính sự này. Kinh văn, này nghe tiếng của Phật tới khiến chúng tới đạo tràng, tán rằng dưới là 14 tụng, tụng về niềm vui mừng vì nay được nghe nên hết não. Trong đó chia làm hai phần, 12 tụng dưới đầu tụng về sự đoạn trừ nghi hối, một tụng dưới cuối tụng về ý khoái được yên ổn. Trong phần đầu lại chia làm hai, 5 tụng đầu nói về hối xưa đã hết đoạn trừ, 7 tụng rưỡi sau nói về mối ngờ ngày nay đã đoạn diệt. Trong phần đầu này lại chia làm hai, 1 tụng đầu nêu nguyên do khiến hối bị đoạn trừ, 4 tụng sau chính thức thuyết minh hối trừ. Đây là phần đầu, do nghe tiếng Phật tùy nghi thuyết pháp, ý thú khó biết, vô lậu khó suy, những điều sở đắc khó giải khiến nhị thừa chúng bỏ giáo pháp tùy nghi mà tới chỗ Phật để được thâm pháp ở đạo tràng, đã khiến hối bị đoạn trừ nên gọi là vô lậu. Kinh văn, ta vốn chấp tà kiến tới đắc chứng ở không pháp, tán rằng 4 tụng dưới là nói về việc trừ hối, trong đó chia làm 2, 1 tụng rưỡi đầu kể về việc xưa kia bỏ tà mà theo chính, 2 tụng rưỡi sau kể về việc nay biết tiểu thừa là để hướng tới đại thừa. Đây là phần đầu. Bản sự, người ngoại đạo tên là San Đồ Gia, có 100 môn đồ, sau quy y Phật xuất gia, chứng lý nhân không, đắc quả A-la-hán, xưng là Phạm Trí Sư, gọi là Bạt Tà, đắc chứng không pháp, trừ tà, được chứng pháp không. Kinh văn, bấy giờ tâm tự nghĩ tới chẳng phải thực diệt độ. Tán rằng dưới là 2 tụng rưỡi kể về việc này biết tiểu thừa là để hướng tới đại thừa, trong chia làm 2, 1 tụng đầu biết rõ tiểu thừa, 1 tụng rưỡi sau biết chân đại thừa. Đây là phần đầu xưa kia chẳng biết, cho là thực sự diệt độ. Kinh văn, nếu lúc được thành Phật tới diệt hết hẳn không dư, tán rằng biết đại thừa là chân diệt. Lúc được thành Phật trong thì đầy đủ các tướng hào, ngoài thì được chúng sinh quy kính, mới là hết hẳn hai loại sinh tử không còn hữu lậu, cho nên biết đại thừa là chân diệt. Kinh văn,
Phật ở trong đại chúng tới nghi hối thầy đã trừ, tán rằng dưới đây là bảy tụng rưỡi, nói về nay mối nghi đã diệt, chia làm hai. Một tụng đầu là kết luận hối xưa đã hết, đây là nguyên do trừ được mối nghi sau này. Sáu tụng rưỡi cuối chính thức giải thích về việc mối nghi đã trừ, đây là phần đầu. Kinh văn mới nghe điều Phật thuyết tới não loạn tâm ta chăng? Tán rằng dưới đây là sáu tụng rưỡi chính thức giải thích về mối nghi đã trừ, chia làm hai. Một tụng đầu kể về nguyên do sinh nghi, năm tụng rưỡi sau chính thức giải thích về nghi bị diệt, đây là phần đầu. Phật xưa thuyết ba thừa ta đã được cả rồi, này thuyết nhất thừa trái với thuyết cũ, nói rằng điều ta đã được chẳng phải là chân quả diệt, cho nên trong lòng kinh hãi, cho Phật là ma, não loạn tâm ta. Đây là nghi về sự, gọi là dị thục sinh, chẳng nghi về lý, nên chẳng phải là phiền não. Hoặc yêu nghi trên đều là thị hiện, chứ chẳng phải là thu tử, vẫn còn có yêu nghi. Kinh văn, Phật dùng đủ thứ duyên tới ta nghe, lưỡi nghi dứt, tán rằng dưới là năm tụng rưỡi giải thích về nghi bị diệt, trong đó có bốn. Một tụng nói rõ lời Phật khéo khiến tâm được yên, bởi vậy dứt nghi. Hai tụng nói rõ ba đời Phật cùng thuyết phương tiện, bởi vậy dứt nghi. Một tụng giải thích Phật thuyết giống nhau, bởi vậy dứt nghi. Một tụng rưỡi biết Phật với ma đạo tiết khác nhau, bởi vậy dứt nghi. Đây là phần đầu. Phật thuyết có hai, một pháp thuyết, hai dụ thuyết. Các loại duyên là thuyết về đạo lý, các loại dụ là thuyết bằng cách ví von. Ngoài thì thể hiện hai cách thuyết pháp bằng ngôn ngữ khéo léo này, trong thì tâm yên ổn kiên cố như biển chẳng động, bởi vì đã đoạn được nghi. Ngôn từ chẳng khéo thì lý và dụ sẽ trái với tông chỉ, tâm có sự dao động thì trí sẽ mê mờ về chân cảnh, trong ngoài bị trở ngại thì nghi sẽ khó diệt, nay thì chẳng thế, bởi vậy hết nghi. Kinh văn, Phật thuyết đời quá khứ tới diễn thuyết pháp như vậy, tán rằng ở đây nói rõ ba đời chư Phật cùng thuyết phương tiện, bởi vậy mối nghi được đoạn trừ. Tụng đầu nói về đời quá khứ, tụng sau nói về hai đời vị lai và hiện tại, đầu đều là phương tiện, sau mới là chân thực. Tức là nói về cái ý ba đời Phật đều giống nhau ở trong phẩm trước, nghe thuyết về đạo trái ngược nhau nên mới nảy sinh nghi ngờ, này nghe các thánh cùng một khuôn mẫu nên mối nghi mới diệt. Kinh văn, như Thế Tôn ngày nay tới cũng dùng phương tiện thuyết. Tán rằng đây là giải thích Phật thuyết giống nhau, bởi vậy mối nghi được đoạn trừ. Từ lúc sinh tới lúc xuất gia, đó là thân phương tiện, đắc đạo đó là ý phương tiện, chuyển pháp luân đó là ngữ phương tiện. Thoạt đầu thuyết tam thừa giống sự giáo hóa của chư Phật ba đời, nên nói rằng cũng dùng phương tiện mà thuyết pháp. Ba nghiệp trái ngược thì có thể khiến nảy sinh nghi ngờ, sắc tâm thuận nhau, bởi vậy nghi bị đoạn trừ. Thêm nữa, đầu cuối thuyết trái ngược nhau mới nảy sinh nghi ngờ, trước sau ngôn ngữ thuận lý thì mối nghi mới diệt. Kinh văn, Thế Tôn thuyết thực đạo tới gọi đó là ma làm, tán rằng biết Phật với ma đạo tích khác nhau, bởi vậy nghi đoạn. Mà thuyết trái với chân lý, bởi vậy nghi ngờ khởi lên, lời Phật phù hợp diệu pháp, bởi vậy nghi diệt. Kinh văn, nghe tiếng Phật êm dịu tới an trụ trong thực trí, tán rằng trong 14 tụng nói về sự vui mừng vì nay được nghe pháp cho nên não hết, trong đó chia làm hai, trên là 12 tụng rưỡi nói về việc đoạn trừ nghi hối đã xong, đây là một tụng rưỡi nói về việc sắp được yên ổn. Tử bi tiếp dẫn nên phát ra âm nhu nhuyễn như sấm vang rèn, đề thuyết về đạo lý huyền diệu nên gọi là sâu xa, trong trẻo như tiếng chim ca lăng, cực kỳ đáng yêu nên gọi là diễn sướng thanh tịnh pháp. Sướng có nghĩa là xa, là tỏ. Tâm đã cảm mừng thì nghi hối trừ hẳn, bỏ cái tâm ở quyền thừa ngày xưa mà lấy cái trí chủ ở thực thừa ngày nay. Thực, đây là chỉ nhất thừa mà ngày nay cầu chứng, quyền là chỉ nhị thừa, là phương tiện ngày xưa. Kinh văn, ta nhất định thành Phật tới giáo hóa các Bồ Tát, tán rằng đây tụng về mục thứ tư, biết Phật tử sẽ thành đạo. Nay ta là Phật tử sẽ làm Bồ Tát, sinh ra từ ngôn giáo đại thừa của Phật, đã tu nhân đại thừa nhất định sẽ thành Phật. Ngoài thì được trời người kính trọng, có khả năng chuyển được pháp luân vô thượng, cứu cánh chỉ thuyết nhất thừa nên có khả năng giáo hóa Bồ Tát. Kinh văn, bấy giờ Phật bảo Xá Lợi Phất tới theo ta thụ học, tán rằng đây là mục thứ ba trong vòng thứ nhất trở xuống, Như Lai thuật thành cũng giống với dụ về dược thảo thuật lại thành tựu của Phật.
Trong này chia làm 3 phần, phần đầu kể về sự gặp gỡ đã qua, sau đó kể về sự gặp gỡ ngày nay, cuối cùng nói rõ vẫn cứ lấy thực như trước. Đây là phần đầu, ta đã từng ở chỗ hai vạn ước Phật, tu đạo vô thượng, thượng giáo hóa các ngươi. Kinh Yêu Bà Tác Giới nói rằng, Xá Lợi Phất đã từng tu hành đạo Bồ Tát trong 60 kiếp, có vị Bà La Môn xin mắt, thu tử đã cho, vị này được mắt rồi thì quẳng xuống đất, lấy hai chân mà giày xéo lên rồi chửi bới mà bỏ đi. Thu tử hối hận, bèn thoái nhụt đại tâm, tâm đại thừa. Đây là nói về lúc đó, ta vốn dĩ đã giáo hóa ngươi ở chỗ hai vạn Phật, đã là thiện hữu thường giáo hóa đại thừa. Thu tử thời đó cũng theo thụ giáo. Kinh văn, ta dùng phương tiện tới sinh trong pháp ta, tán giảng đây thuật lại sự gặp gỡ ngày nay. Phật biết tình thế của con người sau khi thoái mất đại tâm rồi thì sợ đại thừa, cho nên Phật giới hạn sự hóa độ trong phạm vi tiểu quả, nghĩa là dùng thanh văn thừa mà giáo hóa họ dần dần cho đến chứng được vô học, gọi là phương tiện, chứng lý sinh không, khỏi được vô lậu trí, trụ ở trong Phật Pháp, đó gọi là ở trong Pháp ta. Vì sinh ra từ trong Phật Pháp thì mới gọi là chân sinh, và như thu tử thoái đại tâm là vì đại tính gần sinh mà xa thục. Bởi vậy sơ phát đại tâm mà giữa chừng thoái nhụt, tiểu tâm gần thục mà xa sinh. Bởi vậy giữa chừng phát tiểu tâm mà chứng quả, ban đầu dạy họ phát khởi ý đại thừa để khiến họ chứng nhân của thực thừa. Giữa cầu tiểu thừa mà quả thành là vì khiến họ xả bỏ quyền thừa tiệm giáo. Kinh văn Xá Lợi Phất tới đã được diệt độ. Tán rằng dưới tỏ rõ lại, trở lại để lấy thực như trước, chia làm hai phần. Phần đầu bàn về việc nảy ra cái ý về thực, vì tu quyền thừa mà quên thực thừa. Phần sau tỏ rõ khiến nhớ lại bản tâm, thuyết pháp hoa mà trở lại bản tâm. Đây là phần đầu. Xưa ta dạy ngươi trí nguyện Phật đạo, đó là để sướng cái ý về thực thừa. Người này đều quên mà tự cho là đã được diệt độ, đó là vì tu quyền mà quên thực. Trước khi chưa chứng quả thanh văn thì chưa được trí túc mạng vô lậu. Tuy 60 kiếp luyện căn đắc trí túc mạng vô lậu của thanh văn, nhưng đều biết được vẫn gần. Xưa người tu đại thừa nhưng nay đều quên, bèn cho rằng điều sở đắc là thực sự diệt độ, chẳng chịu tiến tu. Trong đại thỉnh ở quyển trước, đời đời đã từng theo Phật thụ hóa, nay nói quên, trong này có 4 cách giải thích. 1. Tự nhớ lại đã theo Phật tu tiểu thừa, Phật thuyết giáo về đại thừa, đều quên cả. 2. Phật thuyết sơ giáo đại thừa, nay quên, tự nhớ lại nửa chừng học tiểu thừa, theo giáo hóa đó. 3. Thu tử tự nhớ, người khác chẳng nhớ, nay ký thác vào thu tử mà nói người khác, nên nói là đều quên. 4. Trước thuyết Phật gia hộ cho nên nhớ, nay bản là do tự tâm nên quên, như vậy cũng chẳng trái ngược nhau. Kinh văn, ta này vẫn muốn tới Phật sở hộ niệm, tán giảng khiến nhớ lại bản tâm, thuyết pháp hoa mà khôi phục bản tâm. Thoạt đầu dạy tiểu cơ rồi mới hướng về đại thừa, gọi là vì thanh văn mà thuyết. Kinh đại thừa diệu pháp biên hoa, sau khi họ hồi tâm rồi thì gọi là dạy kinh giáo Bồ Tát pháp Phật sở hộ niệm. Nên biết kinh diệu pháp biên hoa còn có tên khác là vô lượng nghĩa, vân vân. Thể tính công năng có sự phân biệt, đối cơ hiển lý có sự khác nhau. Vì chia làm hai kinh nên mới thế, giống như quyển đầu đã nói. Kinh văn Xá Lợi Phất tới đạo sở hành. Tán rằng đây là đoạn thứ tư nói về việc Phật thụ ký cho trong vòng thứ nhất. Có hai, đầu tiên thuyết minh việc thụ ký, sau đó là người trời cúng dường tán thán hồi hướng. Phần đầu lại chia làm hai. Đầu tiên nói rõ việc thụ ký, sau đó có một tụng về kết hội khiến mừng. Văn đầu có hai, đầu thụ nhân ký, cuối thụ quả ký. Văn đầu này có 4 ý, một thời gian quá vô biên kiếp, 2. Ngoài gặp duyên lành, gặp được nhiều Phật, 3. Phụng trì chính pháp, 4. Đủ hạnh lợi sinh, vì phải nhân hành mãn thì quả mới thành, chưa nhập thập tín vị thì còn phải hai vạn kiếp. Huống hồ sau khi khởi tâm, thời tiết hẳn phải xa, cho nên điều quan trọng bậc nhất trước hết là phải nói nhiều kiếp mới gặp chư Phật, được nhập đại kiếp, trì chính pháp, vân vân. Kinh văn sẽ được thành Phật tới Phật Thế Tôn, tán rằng dưới là thuyết minh về quả ký. Có hai phần, đầu là trường hàng, cuối là kệ tụng. Trường hàng có 6. 1. Nội đức thành mãn. 2. Ngoại độ trang nghiêm. 3. Thuyết pháp giống nay. 4. Tên kiếp khác nhau.
5. Sự giúp đỡ hơn hay kém. 6. Pháp trụ mau hay lâu. Đây là phần đầu. Mắt nhìn mưa hoa phóng quang, ta nghe pháp hoa trí quang. Thêm nữa, ngoài ăn bí pháp, trong pháp trí quang, nhân hai nghĩa này nên gọi là hoa quang. Xét việc thụ ký Phật danh, về lý không có một chuẩn tắc nhất định nào cả. Như Thích Ca Di Lặc, nhân nhìn thấy Phật đó mà lấy làm tên ngọ. Thu tử thoạt đầu nhờ kiến văn mà đặt thành tên. Trí độ luận nói rằng 300 tỷ kheo cởi áo dâng Phật, do đưa tay làm hình tướng được thụ ký danh hiệu là Đại tướng Như Lai. Lại nữa, ngàn vị trời thấy cõi Phật Trang Nghiêm bèn phát tự ý, được thụ ký danh hiệu Trang Nghiêm Vương Phật. Thêm nữa, thiệt tướng phẩm của luận đó nói, 10 vạn ức người nhìn thấy Bồ Tát mười phương đem hoa đến cúng dường, liền phát tâm và được thụ ký Phật danh là Giác Hoa, kiếp danh là Hoa Tích. Các loại như vậy chẳng thể có một chuẩn tắc nào cả, hoặc đó đều là Phật gặp lúc đầu, sau gặp duyên này, nhân hợp nguyện xưa. Thụ ký đại đẻ dùng 6 môn để phân biệt: 1. Nguyên do thụ ký, 2. Năng thụ ký, 3. Sở thụ ký, 4. Thụ ký khác nhau, 5. Giải đáp thắc mắc, 6. Các loại khác nhau trong hàng thanh văn. 1. Nguyên do thụ ký, đại đẻ do 5 nghĩa. 1. Luận rằng cốt đẻ giúp hàng thanh văn sinh quyết định tâm, quyết định hướng theo đại thừa nên thụ ký cho họ, chứ chẳng phải là họ đã thành tựu được pháp tính, đã chứng được pháp tính nhị không nên thụ ký cho họ. 2. Luận rằng để tỏ rõ Phật pháp thân tính bình đẳng, chỉ vì pháp hữu vi có sự khác nhau nên thuyết ba thừa, song chân lý đã giống nhau thì pháp thân cũng không khác nhau. 3. Để đoạn trừ cái tâm nghi ngờ đã lâu của Bồ Tát, từ lâu nghi rằng thanh văn chẳng được làm Phật, này nghe thụ ký nên mối nghi ngờ đã lâu bị đoạn diệt. 4. Để cho người thích Phật nhìn thấy cảnh thụ ký này, thích tự mình sẽ được tu hành cá nhân thành Phật. 5. Thuyết 10 nghĩa sở dĩ, tức 10 nguyên do của nhất thừa, đó tức là nguyên do thụ ký trong này. 2. Năng thụ ký có 3 ý: 1. Sở y, 2. Ký thẻ, thẻ của ký, 3. Ký dụng, dụng của ký. 1. Sở y tức là người năng thụ ký. 6. Chốn thị hiện thì 5 là Như Lai ký, 1 là Bồ Tát ký. Như Lai ký gồm 1. Biệt ký, 2. Đồng ký, 3. Hậu ký, 4. Oán ký, 5. Thông hành ký. Bồ Tát ký gọi là cụ nhân ký, như phẩm thường bất khinh thị hiện, lễ bái tán thán và nói: tôi chẳng khinh các người, các ngươi đều sẽ là Phật, chỉ rõ các chúng sinh đều có Phật tính. Việc thụ ký cho ai sau này thành Phật danh hiệu là gì? Thì chỉ có Phật mới làm được, các thánh khác không thể làm được. Vì chẳng biết riêng từng người sau này thành Phật sẽ có tên là gì, nước Phật ấy là nước nào. Bởi lẽ kẻ dưới chẳng thể biết được công việc của người trên. Nếu am hiểu bao quát mà thụ ký cho thì Bồ Tát cũng thụ ký được. Vì người đã thụ ký đã có, vì người được thụ ký đã có đủ nhân Phật tính. Kinh này đã như thế, trong mọi kinh người có khả năng thụ ký cho chẳng qua là hai loại này, tức Phật và Bồ Tát. 2. Ký thể, chỉ hậu đắc thế tục trí. 3. Ký dụng, chỉ ngôn giáo, chỉ tha thụ dụng, biến hóa thân, vân vân. Trong năm uẩn, tùy ứng là thể, vì thập địa Bồ Tát ba thừa khác nhau. 3. Sở thụ ký, có hai ý: A. Sở y, B. Thể tính. A. Sở y, tức là người được thụ ký, luận nói rằng có 6 chốn thị hiện. 1. Biệt ký, 4 vị thành văn là các ông Xá Lợi Phất, Đại Ca Diếp, vân vân. Đó là những vị mọi người đều quen biết, danh hiệu khác nhau nên thụ ký riêng biệt cho từng vị. 2. Đồng ký, bọn ông Phú Lông Na, vân vân, gồm 500 người và 1.200 người thì cùng một danh, cùng đồng thời được thụ ký. 3. Hậu ký, hạng học và vô học cùng có chung một hiệu, tuy cũng được thụ ký nhưng là hạng hạ căn, chẳng phải là hạng mọi người đều biết, bởi thế sau mới thụ ký cho. 4. Vô oán ký, đó là việc thụ ký cho để Bà Đạt Đa thì hiện Như Lai không oán ghét. 5. Thông hành ký, việc thụ ký cho Tỳ Kheo Ni cùng thiên nữ thì hiện phụ nữ dù tại gia hay xuất gia, nếu tu hạnh Bồ Tát thì đều chứng quả Phật. 6. Cụ nhân ký, chỉ rõ các chúng sinh có Phật tính. 6 loại ký này: biệt ký ở trong phẩm thí dụ và phẩm thụ ký, đồng ký ở trong phẩm ngũ bách đệ tử thụ ký, hậu ký ở trong phẩm thụ học vô học nhân ký, vô oán ký ở trong phẩm đề bà đạt đa, thông hành ký ở trong phẩm pháp sư và phẩm trì, cụ nhân ký ở trong phẩm thường bất khinh. Theo lý mà suy thì các hạng đời khác chưa phát tâm cùng hạng đã phát tâm rồi,
hạng bất định tính nhị thừa cùng các Bồ Tát. Bốn hạng người này gọi là sở thụ ký. Một hội pháp hòa là cốt để giáo hóa đại chúng bỏ quyền mà lấy thực, nên hạng vô vi thập địa Bồ Tát thụ ký đó là nhắc lại chuyện xưa. Có loại chưa phát tâm được thụ ký, được thụ cụ nhân ký, biệt ký thì chỉ có loại đời khác đã phát tâm rồi, chỉ nghe pháp hoa, không một ai là không thành Phật. Thế là thụ ký cho tới cả hạng bất định tính nhị thừa, không còn sót ai. B. Thể tính. Nhân thể tức là thiện căn vô lậu thông với hiện tại, cùng chủng nhân sở đắc quả thể thông với năm uẩn, phần nhiều là hóa thân và tha thụ dụng giả. Đó là để thể hiện lòng từ bi, để thể hiện đức cao. Đó là vì có sự sai biệt, vì giáo hóa chúng, các loại ký biệt ở dưới sẽ chỉ rõ cụ thể. Bốn thụ ký khác nhau. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật bảo Bồ Tát kiên ý, thụ ký tất cả có bốn loại. Có loại chưa phát tâm mà vẫn thụ ký cho, có loại vừa phát tâm đã thụ ký cho, có loại mật thụ ký, có loại đắc vô sinh pháp nhẫn hiện tiền thụ ký. Đó gọi là bốn loại, chỉ có Như Lai mới có thể biết việc này. Trong Bảo Vân cũng nói giống thuyết này, Du Già quyển 46 nói, đại đẻ cho sáu tướng được các Như Lai thụ ký biệt cho về vô thượng chính đẳng Bồ Đề. Sáu tướng đó là những gì? Một, an trụ ở địa vị chủng tính chưa phát tâm. Hai, ở địa vị đã phát tâm. Ba, ở địa vị hiện tại tiền. Bốn, ở địa vị bất hiện tiền. Bốn loại trên đây giống với kinh Thủ Lăng Nghiêm, loại mật thụ ký tức là loại bất hiện tiền vì tại chỗ bí mật, hoặc đắc vô sinh nhẫn gọi là hiện tiền, chưa đắc thì gọi là bất hiện tiền. Hoặc thân tại tòa thì gọi là hiện tiền, thân chẳng tại tòa thì gọi là bất hiện tiền. Trong quyển thứ tư ở dưới và trong hạng đồng ký, có người chẳng có mặt tại hội, Phật khiến chuyển ký cho, đó chính là loại này. Năm, có định thời hạn, có nghĩa là tới thời ấy sẽ chứng vô thượng chính đẳng Bồ Đề. Sáu, không định thời hạn, có nghĩa là chẳng nói rõ thời hạn quyết định mà cứ thụ ký cho. Này Xá Lợi Phất thì đúng với các tướng thứ hai, thứ ba và thứ sáu, vì đã phát đại tâm hiện trụ trước Phật, không định thời hạn. Kinh Niết Bàn nói Tu Đà Hoàn thì 8 vạn kiếp tới, A La Hán thì 2 vạn kiếp tới, Bích Chi Phật thì 10.000 kiếp tới. Nói tới có nghĩa là đạt tới A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm, cho nên biết rằng trải qua số kiếp như thế mới tới thập tín sơ tâm, mới bắt đầu nhập sơ kiếp. Bồ Tát Địa nói tu hành loanh quanh chẳng bằng Bồ Tát sơ tâm thủy nghiệp, Bồ Tát mới phát tâm mới tu hành. Vì sự đam mê chấp trước cái vị tịch diệt quá sâu nặng, do đó nay nói qua vô lượng kiếp mới bắt đầu cúng dường bao nhiêu ngàn vạn đức Phật, hành đạo Bồ Tát, vân vân. Có ba quyết định: một, chủng tính định, cập duyên liền chứng được chính giác; hai, phát tâm định, phát đại tâm rồi chẳng thoái chuyển nữa; ba, bất hư hành định, được tự tại rồi thì làm lợi cho hữu tình, không bao giờ sống uổng. Đầu tiên tại địa tiền trong năm loại Bồ Đề vì phát tâm Bồ Đề; thứ nữa tại sơ địa vì chứng phát tâm; cuối cùng tại bát địa, nay y sơ định nên thụ ký cho. Năm, giải đáp thắc mắc. Luận nói rằng hàng thanh văn vân vân ấy phải chăng là thực hành Phật, thực thành Phật nên thụ ký cho, hay chẳng thành Phật mà cứ thụ ký cho,